Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Mi Vlog. Đây, xin giới thiệu đến các bạn, đây là bộ khung sườn của cái lồng đèn ông sao 1m nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách gắp bộ khung sườn của cái lồng đèn ông sao 1m cho các bạn xem nha. Rồi mời các bạn cùng theo dõi video với mình nha.
Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Các bạn vui lòng đăng ký kênh để xem những video mới để hướng dẫn các em nhỏ làm lồng đèn của kênh Kenmy Vlog nha. Các bạn nếu thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Xin chúc sức khỏe tất cả các bạn nha. Xin tạm biệt.